tiên của anh gặp em đó là em rất giỏi tiếng Việt và rất thích ăn bánh cuốn, ăn rất là nhiều. Ấn tượng đặc biệt nhất trong lúc yêu nhau đó là em bị say bia và em ngủ một giấc buổi trưa và dậy kêu sáng rồi dậy đi tập thể dục chồng ơi. Hôm nay là ngày cưới của bọn mình. Anh chỉ mong chúng mình mãi yêu nhau và hạnh phúc. Đường rất nhiều sóng gió nhưng mà đừng có buông tay, mà hãy nắm chặt tay anh.